Đó, đây đường sông nước đâu rất nhiều nè anh chị. Bên kia là con đường lộ đan nha, 3 mét luôn, ô tô chạy vào thoải mái luôn. Còn con đường bên đây á cũng 3 mét luôn, nhưng mà chủ nhà nước chưa làm khúc này, chỉ làm trên kia rồi. Nó đem kéo qua chỗ tắn tắn á. Nó làm xuống một khúc rồi ha. Và đây là đường thông nha, thời gian nữa nhà nước mới làm lộ nha anh chị. Đó, thông xuống đây nè. Còn mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay mình vô con đường rộng khoảng 2 mét này nè, đường đan nha anh chị. Em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem gì xã Long Hưng của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh đất vườn mà chủ sẽ cắt ra bán cho mình. Ngang là 15 mét và có chiều sâu vào là 51 mét, tổng diện tích ước tính là khoảng 765 mét vuông. Trong đó chủ sẽ bóc qua cho mình là 100 mét vuông thổ cư để cất nhà ở nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng về ra huyện lộ 65. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình ra tới huyện lộ 65 thì tầm khoảng 700 mét nha anh chị. Và ra đó anh chị sẽ về ủy ban dân xã Long Hưng, hoặc là về chợ đầu mối Tế Cây Vĩnh Kim cũng được luôn. Khoảng cách từ đây mà ra tới ủy ban dân xã Long Hưng thì tầm khoảng 1,5 km nha anh chị. Còn từ đây mà anh chị về chợ đầu mối Trái Cây Vĩnh Kim, ngay đó có nhiều tiện ích ngân hàng, nhiều ngân hàng ở đó lắm nha. Rồi Bách Hóa Xanh, rồi điện máy xanh rồi luôn. Rồi có bệnh viện khu vực Vĩnh Kim nữa. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới đó thì tầm khoảng 2,5 km. Còn từ đây mà anh chị thông ra đường tỉnh lộ 876 thì tầm khoảng 2 km nha. Nó đây dân cư thì cũng đông đúc nè, anh chị nhìn thấy ha. Còn cái mảnh đất mà chủ sẽ cắt ra bán cho anh chị là mình vô con đường này, từ ngay cái vị trí đường ô tô này nè. Đường này thời gian nữa nhà nước mới làm lộ nha, còn bây giờ chưa, giờ là đá xanh, nhưng mà ô tô vẫn có thể đi được. Còn đất mình thì em tính đường xe qua lâm đi. Nó rộng khoảng, đường đan rộng khoảng 2 mét à. Và từ ngay cái vị trí em đang đứng đây mà ra tới ngay cái vị trí đất của mình á thì tầm khoảng 120 mét nha anh chị, là tới cái vị trí đất của mình. Để em sẽ di chuyển ra cho anh chị mình xem. Do mảnh này chủ cắt ra nha anh chị, chủ cắt ra bán cho mình, ước tính là ngang 15, đo là ngang 15, sâu vào là 51, diện tích mà em ước tính á thì tầm khoảng 765 mét vuông. Trong đó chủ sẽ bỏ qua là 100 mét vuông thổ cư để cho anh chị về cất nhà ở nha. Trên đất mình thì đang trồng dừa sim xanh, và ở dưới thì trồng cacao nha anh chị. Ở quê á thường người ta hay trồng sen canh vậy đó, cho nên lúc nào người ta bán cũng có tiền hết anh chị. Đây dừa thấp thấp có trái nè. Ở đây thì cũng có nhà người ta cũng mới cất nữa nè. Đó, em đã di chuyển tới cái mảnh đất rồi. Mảnh này chính chủ cắt ra bán nha anh chị. Đây em đậu xe, các em sẽ quay cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn. Đó, em quay một vòng cho anh chị mình xem nè. Đây ngay ganh là ngay cái mía này. Xưa người ta có làm cái ganh sẵn á, tính từ mía này chủ cắt qua bên đó là 15 mét, và cái chiều sâu của mình là khoảng 51 mét. Nếu cắt ra thì ngoài trước 15, người ngoài sau sẽ vẫn là 15 mét luôn nha anh chị. Trên đất mình thì tầm dừa sim xanh nè. Đó, tái cũng rất là sai. Ở dưới thì tầm cacao. Trong đó có 100 mét vuông là thổ cư cho anh chị mình cất nhà ở. Nó 15 mét đó thì em đo hạo thì nó sẽ tới cái khoảng này. Ngay cái dừa này bên đây của mình. Dừa này cái dừa dưới nha anh chị. Nó dài gì bên đây. Cho anh chị thuận tiện để cất nhà ở luôn á. Sau này đường mình mở rộng ra nữa thì ô tô mình mới vào tới. Còn bây giờ là đường xe qua lâm nha. Còn đây là em quay về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây Bắc. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là thời gian đi tầm khoảng 23 phút, khoảng cách là 13 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 8 phút, khoảng cách là 62 km.
Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1:18, khoảng cách chỉ có 65 km nha anh chị. Đó là em lấy cái điểm ở trên thành phố Hồ Chí Minh là bến xe miền Tây nha. Còn anh chị nào mà ở khu vực dưới bến xe miền Tây á, thì mình đánh từ ngay cái vị trí đánh lên định vị á, khu Gò Mát á, từ ngay vị trí của chị anh chị lên tới bến xe miền Tây bao nhiêu rồi mình từ lại. Hoặc là anh chị ở xa hơn, ví dụ ở Bình Dương đi, anh chị đánh về bến xe miền Tây có khoảng cách là bao nhiêu rồi mình cộng lại. Nhưng mà cái đó là ước tính trên Google Maps nha anh chị. Còn cái chính xác thì mình phải đi thực tế thì có thể nó xa hơn mà cũng có thể nó gần hơn. Đó, còn em là em lên định vị Google Maps. Đó, đây là đường không nha anh chị. Nó đi xong ra ngoài đó cũng có nhà người ta ở nữa nha. Còn đây là cái vườn cacao và dừa mà chủ cắt ra bán có 100 mét vuông thổ cư nè. Giá hiện tại chủ kêu á, ngang là 15 m và mình có chiều sâu vào là khoảng 51 m. Diện tích mà ước tính sẽ cắt ra bán cho mình á là 765 m², trong đó có 100 m² là thổ cư. Hiện tại chủ đang kêu giá là 850 triệu. Nếu nhìn chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 0395454645. Xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp chủ đất, có thể thương lượng thêm gì giá cả với chú nha. Đó. Do mảnh này chú cắt ra, đất mình thì cao ráo sạch đẹp, không có màu mẻ gì hết. Xung quanh đây thì em cũng không thấy luôn nha. Nhưng mà được cái đất mình là rất là cao, rất là cao ráo nè, đất thịt không à. Nó bỏ tầng cây anh chị thấy rất là tốt không. Nó chỉ ngay chỗ mấy mương đó, qua bên mấy mương tí xíu, đổ gì bên đây. Bên đây mình lọt vô một cái ao bên đây, nhưng mà cái ao cũng rất là nhỏ luôn. Có nhà chú đây luôn nha, chú cắt ra bán nha anh chị. Cho nên anh chị về xem mà gặp trực tiếp với chú luôn, rồi có thể thương lượng với chú. Đó, cacao đang ra bông quá trời luôn nè, rồi trái nữa. Nó vừa xiêm xanh là anh chị quyền lợi là gì hưởng liền. Đó, anh chị thấy cacao không? Đó, anh chị nhìn thấy ha, đây. Đó. Đó, đất mình rất là cao ráo nha anh chị, sạch đẹp không màu mã nha. Xung quanh cũng không có luôn. Ngang là 15, sâu vào là 51. Tổng diện tích ước tính mà chủ cắt ra cho mình á là 765 m². Trong đó chủ sẽ bóc qua cho mình là 100 m² thổ cư để cất nhà nha. Giá chủ đang kêu là 850 triệu. Ở trên thì vừa xiêm xanh, ở dưới thì chủ có trồng cacao. Đó, anh chị thấy không? Cacao đang mang trái luôn nè. Được cái đất mình cao ráo sạch đẹp, không màu mã gì hết. Mà mình về ngay trung tâm tiện ích là thị trấn Vĩnh Kim á, là tầm khoảng 2,5 km. Anh chị về đó là cái chợ đồng mối trái cây lớn của khu vực huyện Châu Thành. Rồi anh chị có thể bán trái cây trên đó, hoặc là anh chị mua đồ hay gì trên đó cũng được. Trên đó có rất là nhiều ngân hàng nha anh chị. Rồi Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh. Còn cái chợ thì bán tối ngày luôn. Tới mấy cái dịp Tết á, anh chị về đây thấy mê lắm. Xe người ta về để lấy đồ nông sản á, rất là nhiều luôn. Đó, chợ rất là nhộn nhịp. Dọc phía sau đây, mình tới ngay chỗ cái này. Cái xẻo này có cái đường thoát nước luôn nha anh chị. Cho nên vấn đề thoát nước thì anh chị an tâm. Đó là xung quanh đây phía sau nè, 15 m ngoài trước thì phía sau cũng 15 luôn. Là độ khoảng cái tầm này nè, đổ dài bên kia, hàng dừa này bên đây, bên mình á. Vậy là cái ganh sau này cầm bên đây cái nữa, đầu trong có cầm cái cây cột rồi. Đó. Có đường thoát nước đồ cho nên anh chị an tâm nha. Đó, ngay đó có cái trụ ganh anh chị heo, ganh giới giữa bên đây và bên kia. Chủ cắt ra thì mình kéo dài qua đây cũng 15 m luôn. Đó, anh chị heo, anh chị sau này có cái nhà phía bên đây nè, ngoài sau này cacao rồi dừa nữa, có thu nhập luôn, không có bơm cát gì trong đây hết, đất thịt không anh chị ơi.
nó hiện tại em đang quay có mảnh này mà chủ cắt ra bán vậy là phù hợp nhất giá cả hiện nay luôn anh chị. Cái vị trí đất mình cũng khá là đẹp, cũng có nhà ở đồ quá trời kìa. Đây mình ra đường ô tô chỉ có 120m à. Còn đường mình là đường xe qua lâm nha anh chị. Đó, còn dừa thì cho tái rất là sai luôn. Em quay cho anh chị xem, nhưng mà nó đó. Em quay dài ba cây đại khái cho anh chị mình xem thôi. Cái dừa này cũng cao rồi nha anh chị. Tầm khoảng 6m. Có cây thì không tới. Đó. Còn mảnh này là đang phù hợp cho anh chị về để mua các nhà ở nè. Rồi nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ xã Long Hưng của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại trên màn hình nha. Rồi xem dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp chủ đất để thương lượng với chủ nha. Giá hiện tại chủ kêu là 850 triệu cho tổng diện tích là 765m², trong đó có 100m² là thổ cư nha, để anh chị cắt nhà đó. Rồi đến đây thì em xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo cho em nha. Rồi em xin chào anh chị.